Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành EJ đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Jurassic World The Game nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy để lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là động lực rất là lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhá. Rồi, và chúng ta sẽ let's go nào. Hôm nọ mình vừa làm cái con khủng long, nó khủng hơn cả cái Indominus Rex. Nó bá đạo vãi cả trưởng. Cái này cái gì nhỉ? Mình không biết cái này cái gì luôn. Oh, the fuck. Nó cho mình những con cùi bắp này thì tôi lấy làm cái deck gì? Mày god, xong một con C anh em ạ. Phải cả đạn, giật mình. Thôi rồi. Sao cái đấy, cái không lấy làm gì cả nhá. Lấy DNA này, lấy cái vàng này. Đấy, lấy rất nhiều vàng luôn. Ok, bên này tôi sẽ lấy vàng với các kiểu. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Rồi, chúng ta sẽ lấy vàng. Lấy vàng. Rất là nhiều vàng luôn anh em. Tất cả vàng là của tôi. Đây, bên này tôi cũng sẽ lấy này. Lấy thêm này. Trời ơi, quá nhiều vàng luôn. Thôi thì làm con gì nhờ? Chúng ta sẽ tập trung vào cái mục tiêu của chúng ta. Major Regis. Úi rồi. Super Ray à? Thật ra thì bây giờ tôi chưa biết là làm về cái con gì đây. Chúng ta sẽ đi có thể đi mua một vài gói patch trước, xong rồi chúng ta sẽ tính toán sau. Ôi trời, sorry anh em, tôi đang bật cái này lên quên, nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Ok, và chúng ta sẽ vẫn có gọi cái gói là mọi patch mới, đó chính là New Fear, ác mộng mới à. Thử xem nha. Tỷ lệ ra. Ui, Indominus Rex Gen 2. Ui mấy con. Chứ này có thể lấy. Hoàn toàn có thể làm được Indominus Rex Gen 2 anh em ạ. Ok, Velociraptor Gen 2 này. Hôm nay mình làm Velociraptor Gen 2 nhờ, cũng được anh em ơi. Nhưng mà mình sẽ cần kiếm đủ cái Indominus Rex Gen 2 cái nhờ. Ui, khó lắm nhé. Ok, chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ 1300 này. New Fear 0,58. Xong rồi có gì đây? Có Velociraptor Gen 2 với 325 và 1300 điểm GW. Tiếp tục là 0,58. Tyrannosaurus Rex Gen 2. Có thêm một con nữa. Và đây là 325 và 1300 điểm GW. New Fear. Ok, xem nào. Thêm Velociraptor Gen 2 nữa. Ok, Velociraptor Gen 2 nhiều kinh khủng khiếp đấy. Nhiều quá rồi. Tự nhiên lúc nãy được con Indominus Rex Gen 2. Ngon thật sự. Mà tỷ lệ ra thấp lắm anh em ạ. Để xem tỷ lệ là như thế nào nhá. Mình thấy nó không ổn tí nào cả. Đây, 10% Indominus, 7% ra Velociraptor và 20% ra T-Rage. Ok, hai con này kết hợp cũng sẽ tạo ra Indominus. Indominus Rex Gen 2 khỏe lắm. Nếu theo như mình nhớ là cực khỏe. Thật ra Velociraptor này. Má nhà nó đen đủ thật sự luôn. Toàn ra Velociraptor thì chơi bời gì. Ok boy. Tôi quý hơn rồi đấy. Khó chịu nhỉ. Toàn ra thôi anh em ạ. Dù mở lại thì cũng toàn ra con này. Không biết là sẽ làm theo kiểu thế nào đấy. Không biết sẽ làm theo kiểu gì đây. 325 551 à. Ok, New Fear vẫn là Velociraptor Gen 2 là 325 điểm ở bên này. Rồi đấy, thêm một gói nữa nha. Cũng là Velociraptor Gen 2 325 với 1300 điểm. Thế nào, thêm một con nữa nha anh em. 0,58 à. Đấy rồi, Tyrannosaurus Rex Gen 2. Ngon đấy. Ngon thật sự anh em ạ. Rồi, ok, chúng ta sẽ tắt nó đi thôi. Tạm thời thế đã. Hôm nay mình sẽ làm Velociraptor Gen 2 anh em nhá. Đầu tiên ta sẽ đi get Dino trước. Xong rồi làm gì thì làm. Ôi trời, cái tiếng của game này nó cứ thay đổi thường xuyên, mình chẳng hiểu lúc nào nó tăng lúc nào nó giảm luôn. Velociraptor Gen 2 à? Nó thuộc là Super Ray à? Đây, nó khác với con này một tí xíu. Chúng ta có Indoraptor rồi. Con này thì cũng được. Đây là Tyrannosaurus Rex Gen 2. Mình nhớ là con có Indominus đúng không? Đâu rồi? Đấy, Indominus Rex Gen 2 này. Nó khác bọt lắm anh em ạ. Nó khác bọt lắm. Đây, cho anh em xem luôn. Woohoo! Nhưng chỉ có một con thôi. Tôi chỉ có một con này con mới tinh luôn. Mới tinh. 1000, ôi level 1 đã là 1179 máu, đen xì luôn. 369 công. Đấy, rất khỏe, anh em thấy không? Nó bá đạo mức nào, level 4 thì sẽ là 6500. Nhìn đẹp nhỏ. Nhìn được cái dạng đầu cũng rất là đẹp rồi. Đây, phải cho anh em xem luôn. Nó đẹp thôi rồi luôn. Thôi rồi lợm mời luôn. Đây. Rồi, Tyrannosaurus Rex Gen 2. À, Indominus Rex Gen 2. Một trong những con siêu huyền thoại. Thật ra nó chỉ là huyền thoại là Indominus thôi, chứ con này thì nó còn đẹp hơn nữa cơ. Úi trời ơi. Đúng là vua sở thú khác. Nó hai. Ui! Indoraptor 4000 Velociraptor DNA. Mà hiện tại tôi có 7000. What the fuck, con này đẹp thế. Level 40 sẽ là 14000 máu và 4000 công, nó còn khỏe hơn cả con kia. Con kia 18000 nhưng mà chỉ có 2000 công rồi. Con này là 4300 công. Indoraptor. Khủng khiếp nhỉ. Khủng khiếp thật sự luôn. Ok. Mà mình làm cái gì nhỉ? À, Velociraptor à? Lại hôm nay lại không có hứng làm lắm, mình sẽ đi đánh nhau để kiếm thêm điểm nữa các thứ nhỉ. Hợp lý người bạn ơi. Hợp lý anh bạn đấy. Được, chúng ta sẽ đi đánh nhau để xem nó có mở khóa cái gì không. Hôm nay sẽ là Money Golden. Đây là phần thưởng vàng này. Một vài patch vàng này. Đấy, không cần lắm. Tôi sẽ mở cái Battle State 57 nhé. Ok, Pachi. Ui, đây là cái bộ Litronat nó chỉ có 40 thôi à. Litronat không mạnh như chúng ta tưởng nhỉ. Litronat không mạnh như chúng ta nghĩ. 2134 máu. Tôi khỏe bên này. Úi rồi, 2134 máu luôn. Bên này sẽ là chim Pitero à, thằn lằn sấm. 2 lần. Ok, 984 khỏe đấy. Một mình Pachi Galosaurus của mình là đủ. Nó cũng quá khỏe rồi. Nó cũng quá khỏe so với quy định rồi. Rất trâu và đẹp rồi. Nhìn gai góc này. Gai góc đầy mình anh em ạ. Máy có tiếng nó không tăng lên. Không thèm mấy à. Đấy, công này yếu này. Công chỉ có 2100 thôi. Coi làm tăng cơ thì chuẩn. Còn Indoraptor Gen 2 thì nên cho là tăng gọi là tấn công. Tại vì công đấy nó gấp đôi con này cơ. Rồi, cái này chưa là gì. Chúng ta sẽ đánh nhau ở trong cái 58 mở gì à. Chúng ta sẽ đánh nhau PVP chứ anh em. PVP mới gọi là khủng khiếp này. PVP mới gọi là nên đánh này. Chỉ sợ nó cho 4 con nước, à 3 con nước thì tôi cũng sẽ chết. Thế thôi. Tèo. Ui, Indoraptor Gen 2. Thôi xong rồi, Woohoo. Khỏe quá, vẫn còn khỏe. Thua rồi. Thua thật. Anh em ạ, không ăn lực mất. Người đánh phát 3000 máu, sợ nhờ. Như vậy nó sẽ chỉ còn vào khoảng một lần nữa. Làm sao giết được nhờ? Làm sao giết được đây? Trời ơi, nó khỏe quá. Nó khỏe vãi cả linh hồn luôn. Chết thật sự, khỏe quá. Bá đạo quá. Một, nó có 2 nữa. Ui ơi. Kệ thôi anh em ơi, chúng ta sẽ chơi theo cái kiểu này. Nó khó đánh nhở đúng không? Nó cực kỳ là khó đánh rồi. Nó sẽ thủ, nó suy nghĩ xem là đánh mình kiểu gì. 5 luôn, ái chà. the fuck, chết luôn ạ. Nhưng mà mày sẽ chết được cơ rồi. Nó có 8 lần cơ. 1, 2, 3, 4 này. Đánh nhau đi, chiến đi. Tao lại sợ mày quá. Tao lại sợ mày quá cơ. What the fuck, 4.500 máu. Fuck, tôi thua rồi, trời, thua rồi. Dù cố hết sức nhưng mà tôi vẫn thua rồi. Oh. Mình chết luôn anh em ạ. Nó khỏe quá. Khỏe quá cơ. What the fuck. Khỏe tên này thì chơi thì cho được nhờ. Con này thì quá yếu. Với như thế này thì làm sao đánh được. Thôi rồi. Có 4 lần phát sao nha anh em. Có nhỉ. Có nhỉ, con này chắc là trâu chó lắm đây. Ôi đậu xanh 9.000 máu. Chơi với ma đi. Tấn công 4 lần này. Có biết thì tấn công 4 lần. À, thì quốc trong bụng mày rồi. Nhưng mà vấn đề là tôi có giết được nó hay không thôi. Ok, phản công hết cỡ không thì. Ôi thua rồi. Nó tỉnh quá. À, thắng rồi, yes. Yes. Rồi ơi. 1.000 không thắng à, 1.000 máu là thắng rằng 9.000 máu. What the hell, trời ơi, cái gì xảy ra đây. Như vậy là team mình vẫn còn rất là yếu anh em ạ. Nếu mà so với sức mạnh của bọn nó thì nó vẫn vả. Mình kinh hoàng lắm. Nhưng hôm nay nhờ chiến thuật của chúng ta mà vẫn thắng được anh em ạ. Nó cay. Nó cay. Cay vãi lồng luôn nhá. Yeah. Thắng rồi, vui vãi trưởng. Ok và chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.